Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Hiệu xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Như tập phim trước thì cô bác cũng đã biết là anh em lên trên này để ghi hình lại mấy anh em thợ là đang làm ở đây. Hiện tại cũng khá là muộn rồi cho nên là bây giờ anh em sẽ có người thì đang nấu cơm, có người thì làm việc. Một lúc nữa sẽ nghỉ. Đấy, bây giờ cho Hải lên đốt ít rác trên này các bác. Ở đây anh đốt cho. Như tập phim trước thì cô bác cũng đã biết rồi, là mấy anh em thợ là chắt ở mặt đằng sau tường này là xong rồi cô bác nhé. Đấy. Anh nhấc lên nào. Đây, anh em thợ làm rất là nhanh luôn cô bác ạ. Còn giờ thì cũng là giờ chiều rồi cô bác ạ. Có lẽ là cháu Hiệu sẽ ở lại trên này là ăn cơm với đội anh em thợ một hôm. Quân hôm nay cũng ở lại đây ăn cơm xong tối cùng anh về nhỉ? Vâng ạ. Ở nhà sáng nay lấy cỏ nhiều không? Có ạ. Lấy xong thái em mới về ạ. Phải thái à? Vâng ạ. Như nhà Hải là không thái đâu nhỉ? Thái. Hả? Vẫn thái ạ. Cái nào dài thì thái đúng không? Vâng. Thả xuống đi. Thả xuống đi. Cứ lấy tay thả xuống đi. Đi vào công trình thì có rác rất là nhiều các bác ạ. Những viên gạch nó bị vỡ hay là những vỏ bao xi măng, vỏ gạch này. Rất là nhiều luôn. Đấy, anh em thợ vừa làm thì anh em cũng không có gì làm nên lên trên này để gom rác lại và đốt đi, đốt bớt đi để nó đỡ bị nhiều rác quá đúng không? Nhiều rác quá nhìn trông nó rất là lộn thuộm, nhìn rất là khó chịu. Ai lấy cây kia thì chúng mình đoạt đi, ở đây có. Cháy chưa? Chưa ạ. Có người thì giờ cũng là chiều tối nên là chú Bình thì đang cặp cơm, còn thanh niên thì đang đun nước. Lát nữa cháu Hiệu với lại anh Hai sẽ đợi anh Hai làm xong với cháu Hiệu sẽ đi lấy ngan về một con cùng anh em ăn trên này nhé các bác nhé. Vậy vậy cũng rửa chân tay chuẩn bị nghỉ các bác. Nói là bây giờ nhìn từ bên ngoài nhìn vào nhà của ba ông cháu ấy, phải nói rất là đẹp luôn cô bác ạ. Có thể ngày mai mấy anh em thợ sẽ chắt xong mặt bên này với lại mặt chính diện của ngôi nhà rồi đấy cô bác. Còn ở phần mặt tiền bên kia thì còn chỗ đoạn chữ A kia thì chưa dỡ cái mái kia xuống nên là có thể là chưa chắt được. Mai có thể là chắt bên này với lại đầu
thu hồi bên kia, xong mà anh em sẽ chuyển lên chắt chữ A trên kia, xong là để mấy hôm nữa nếu mà trên này lạnh thì hay có kiểu mưa phùn mưa ngâu nhỏ nhỏ ấy cô bác, sẽ mấy anh em sẽ chuyển vào trong nhà để đi chắt, sẽ nó sẽ không bị ảnh hưởng cái gì cả. Đốt lửa như này vào lúc này ấm nhà hài nhỉ? Vâng. Xong chưa anh hai? Xong rồi, thế anh em mình đi lấy gà nhỉ? Lấy vịt nhỉ? Vâng. Thế hai em ở trên này nhá. Vâng ạ. Bây giờ anh sẽ lấy anh hai đi lấy ngan tí. Đâu, nhà dưới này mà. Hình như nhà dưới này có ngan bán mà. Anh hai mới biết chỗ được không chứ, anh hai đi lấy. Giờ cháu sẽ ghi một thước phim ngắn ngắn đi chỗ nhà nuôi vịt kia cho cô bác cùng xem nhé. Bây giờ sẽ cùng anh hai là di chuyển xuống dưới kia bắt ngan về anh em làm một bữa ăn nhé cô bác nhé. Sẽ đi cùng anh hai luôn. Anh hai biết chỗ nuôi vịt đấy mà nhỉ? À. Để anh em sẽ di chuyển đi cho các bác nhé.
Sau một thời gian di chuyển thì anh em cũng đến nhà mà nuôi ngan rồi các bác ạ. Mà phải cầm cây theo một cây. Tại vì ở đây anh hai bảo có chó rất là dữ. Ôi. Nhà dưới anh. Không phải nhà. Ôi, đây có chó đáng yêu đấy. Mấy con chó quật đuôi này rất là đáng yêu này các bác này. Tọc đuôi luôn. Đây nhà nuôi gà vịt rất là nhiều các bác ạ. Đây gà trên này thả rông luôn. Phải nói là đi kiếm một con gà bản ngon thì phải vượt đường xá rất là gian nan đấy các bác ạ. Ở trên này thì người ta sẽ không nuôi bằng cám hay là bằng cái gì đâu các bác. Ở đây nuôi bằng hóc với lại ngô thôi. Chó cụt đuôi rất là đáng yêu các bác ạ. Hình như là chủ nhà không có ai ở nhà rồi. Dẫn ra đầu bên này xem nào. Chiều ở trên này thì là vùng cao, ở chỗ cao nhất rồi, cho nên là nhìn hoàng hôn rất là đẹp các bác ạ. Cháu Hiệu thì rất là thích cái cảnh mà ở trên quê mình. Buổi sáng sớm thì bình minh lên cũng mặt trời cũng rất là đỏ và đẹp. Đến buổi chiều tối thì hoàng hôn xuống cũng rất là đẹp luôn các bác ạ. Khuất xa xa phía chân núi bên kia chuẩn bị lặn xuống núi rất là đẹp luôn. Nó ở trên này nhìn xuống, ở trên cao này nhìn xuống rất là đẹp. Vừa đi ra bên kia tìm thì không thấy chủ nhà đâu các bác ạ. Anh hai ấy, có hoa đào ở đây này. Bây giờ có đâu có rồi. Không biết chủ nhà đi đâu. Nhà thì vẫn không khóa chìa khóa đâu các bác. Chỉ khép vào thôi. Gà vịt thì rất là nhiều luôn ạ. Tại nhà bên kia không có ai ở nhà nên là anh em di chuyển sang bên này xem nhé các bác nhé. Không bán anh, không bán. Bán thì tiền thôi. Đi sang bên kia xem quả bán. Quả hồng này. Ui. Chỗ hai anh em vừa đi này có vẻ là ngày trước bị sạt rất là lớn quá. Đất trôi xuống dưới này đi tít dưới này luôn. Lấp hết ruộng đất luôn. Hiện tại thì mấy anh em đang làm thịt gà rồi các bác ạ. Tại vì hôm nay lúc nãy đi xuống dưới kia gia đình kia cũng đi đi ra bên chỗ gia đình có người mất kia đấy. Cho nên là đợi được một lúc khá là lâu không thấy lại di chuyển đi chỗ khác để tìm gà cho nên là hơi mất thời gian một chút. Anh em cũng vừa về đến nhà là tiến hành luôn. Lúc nãy cháu Hiệu cũng quên hỏi mấy anh em là ở lại ăn cơm. Xong bây giờ về đến nhà chỉ có còn chú Bình với lại anh hai ở lại.
Nay anh bảo đi về nhà gia đình có việc gì ấy, xong là để sáng mai mới bắt đầu lại lên sớm. Còn bây giờ mấy anh em sẽ cùng nhau nấu cơm ăn cơm, xong lát nữa di chuyển đi về cô bác nhé. Lát sàn sạch sẽ luôn cô bác ạ. Ở đây thì mấy anh lát xong mấy anh đều lấy mấy cái quần áo cũ này để lau qua cho sạch nhé cô bác nhé. Có lẽ là đến ngày mai, chiều tối ngày mai là các anh được vào chắt ở phần trong nhà này rồi đấy cô bác. Bây giờ chỉ còn đầu thu hồi đầu bên kia nữa thôi. Còn bên này không? Lúc nãy cháu có đọc được bình luận của một số cô bác bảo cửa lò ở đây khá là bé, cho nên là có khi là mấy hôm nữa sẽ có máy cắt thì cháu sẽ cắt. Hiện tại là cửa lò này là 60 phân chiều rộng ấy cô bác, nên là có thể sẽ hẹp hơn một chút, cho nên là mấy nữa cháu sẽ cắt đi được tầm 90 phân hoặc đến 1 mét cho nó rộng ra nhé cô bác nhé. Còn bên này thì sẽ để bàn bếp ga ở đây rồi này, buồn rửa bát các thứ đều ở đây hết. Hôm nay các anh chắt cả tường bên này xong hết rồi. Cái chỗ này chắc là vài hôm nữa là sẽ tháo dỡ được chỗ này ra nhé các bác nhé. Ngày mai là mình chắt được bên ngoài này chưa anh? Được rồi. Cái này tầm bao lâu nữa để mình tháo được cái cột này ra hả? Chú? Chỉ biết được mấy ngày rồi nhỉ? Đồ từ hôm nào ấy? Giờ không nhớ rồi đấy. Vâng. Thế chắc cuối tuần nhỉ chú nhỉ? Cuối tuần là tháo dỡ được à? Vâng. Cuối tuần này là dỡ được 16 ngày đấy. Vâng. Công trình phụ này là mai chắt xong hết đấy nhỉ chú nhỉ? Mai xong hết rồi. Vâng. Đây bà bà con răng của răng à? Cái răng bằng hồ. Cái răng bằng hồ. Thân cái đó gấp bấy nào nó? Vụ bấy hồ. Hả? Hàng là phong nhau răng, hàng là thiếu. Ui. Mi chê. Hôm nay nhau từng hàm hả? Ở nhất trong hàng hồ. Là phải ban thì chứ chỉ sống. Đêm nay lấy bực chứ hơi móc điều mấy nọ. Có dân ban đúng nọ. Là phải chứ móc là phải ban thì. Vâng. Này ông thì bảo là phong tục của người Mông ở trên này thì hôm nay mọi người sẽ ở lại cùng gia đình bên kia, vì gia đình bên kia có người mất đấy cô bác. Sẽ kiểu người dân phong tục của người Mông ở trên này sẽ để xác ở nhà một hôm, xong là đến hôm sau mới mang đi xuống huyệt cô bác ạ. Yellow mip à? Cắt ba lần miếng. Ham chín lâu này mấy? Chín khâu này mấy? Tại đây đi học cắt ba lần. Ông thì cũng bảo là hơi phê phê rồi cô bác ạ. Tại cái chỗ chín lần nữa. Để là đi ra gặp bạn bè hay là mọi người tí nữa thì cũng hơi phê phê rồi. Hôm nay sẽ cho ông ở lại đây ăn cơm trên này nhá, cô bác nhé. Hôm nay chính khâu bao này là còn phải tên nè nó, dê nó. Dê á? Hôm nay chính bao này nó. Xuống á mẹ, mà nay xuống luôn, vẫn chín luôn. Chú Bình thì đang luộc gà. Chín chưa chú? Vâng. Gà này thì là gà hoàn toàn trên bản nhá các bác nhá. Gà trên bản này thì đỏ là ngon lắm. Cháu phải đi tìm mấy nhà mới gặp được ấy chú ạ. Đúng rồi. Hỏi họ vẫn có gà nhưng mà họ bảo không bán. Vâng. Hôm nay tại ở trên này họ cũng đi ra đám bên này hết đấy, cho nên không có ai ở nhà. Gà đen luôn cô bác ạ. Quân thì đang ngồi đây tâm sự với ông. Thác đây mà chủ dân mà lô chê lô. Chỉ hứ thêm chứ lô. Ôi, xuống hứ, xám hứ thêm lên đây lô. Bảo với ông là sắp có nhà để ở đấy cô bác.
mà nay xít mà lên mà dù dưới này đấy chứ ồn à chứ một dù ra nhà nó chị này chứ hó nào mà này hả chị này hót chờ hót chờ vẫn phương hót luôn vẫn phương hót à ồ hót tương ăn nào ông ông tưởng là chỉ có chắt nguyên đằng sau với lại hai bên hông thôi đấy cô bác, nên bảo với ông là sẽ chắt toàn bộ ngôi nhà quay quanh luôn. Ông bảo là nếu mà chắt mới như thế thì không đẹp đấy cô bác. Chuyện này mông pro là hả? Chuyện này mông pro á. Ừ, lim này mông pro. Pro đây pro rau đắng phai với chứ bổ vải à chứ. Ông cũng bảo là bên này là lập pro thì sau này mà hun khói lửa lên thì nó sẽ không bị kiểu bị hỏng ấy cô bác. Còn áo khoác đâu hết rồi, ô mặc áo khoác vào chứ không lạnh à? Hả? Có lạnh mặc áo khoác vào. Đi lấy áo khoác mặc vào đi không bị ốm ấy. Không bị ốm mai không đi học được đâu nhá. Mặc áo khoác dày dày vào. Anh mặc hai cái áo khoác anh còn thấy lạnh này, mặc quần áo phong phanh này. Đi nhá. Chú trên này có này. Ngay vườn đây mà, nhà chỗ nhà ca này. Tí nữa em đi lấy cho. Văn thì hôm nay ở lại đây hơi muộn đi nhá. Vâng ạ. Ở lại đây tí nữa cùng anh đi về. Phải nói là lâu lâu anh em phải bồi bổ sức khỏe cho mấy anh em thợ một tí nhờ chú Bình nhờ. Vâng. Mai mới có sức được. Vâng. Cháu còn đang bị ốm mấy hôm nay rồi. Ốm á? Vâng. Mấy hôm trước bị đau hết cả họng rồi, may mà uống thuốc được một thời gian là nó khỏi. Thuốc khỏi mà. Vâng. Phải nói là ở trên này thì mấy anh em thợ thì làm việc thì rất là cận lực luôn. Còn lâu lâu được bồi bổ một bữa như thế này mấy anh em thợ rất là vui. Ở đây thì mấy cái đồ ăn thức uống này bình thường thì anh em có thì anh em sẽ mua lên. Hoặc là hôm nào vào chợ phiên thì người ta mổ thịt lợn thì anh em sẽ lấy lên. Cũng lâu lâu được các bác anh chị Mạnh Thường Quân gửi tiền về cũng để mua thức ăn cho các anh các chú. Uầy, cái này là món gì đây chú? Rau cải với đậu tương. Cái này nấu cùng nhau được hả chú? Vâng, tí thả vào cái này nấu luôn, làm canh luôn. Vâng. Cháu chưa ăn kiểu này bây giờ nhìn có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ. Ôi, chú nhỉ? Cái này ngon phết đấy. À. Đầu tương này luộc thì ngon. Vâng. Mà cái này cháu thấy bình thường người ta hay để giá ấy. Giá là vâng. Giá lão ấy. Đúng rồi. Mình không có cái gì giá thì xào ăn thôi. Vâng. Ở đây có nguồn nước rất là tiện cho mấy anh em luôn các bác ạ. Chú qua bên này cho cô bác xem đằng sau này tí. Đấy. Buổi chiều hôm nay thì mấy anh em thợ chắt xong mặt đằng sau này hết này cô bác này. Đấy. Mấy hôm nữa anh em sẽ để làm một cái rãnh ở đằng sau này để cho nước đi ra chảy ra hai bên hông nhà nhá các bác nhá. Bây giờ chắc là cháu sẽ cùng mấy anh em nấu cơm, lát nữa đến lúc chuẩn bị ăn cơm thì cháu cũng sẽ tiếp tục ghi hình lại cho cô bác cùng xem nhá cô bác nhá. Mày đi đâu về đấy? Hả? Đấy, mấy em nhỏ này chắc cũng vừa từ bên nhà bên kia ra ấy cô bác. Nhà bên có việc bên kia ấy. Đấy. Về rất là muộn luôn. Phải soi đèn về. Bây giờ cháu Hiệu sẽ cùng Hải ớt đấy. Lên trên này lấy ớt một chút cô bác ạ. Để về làm nước chấm cơ bác. Cái này là ớt gió ấy cô bác ạ.
tại vì ớt này thì chỉ có trên vùng cao mới có thôi. Nó quả rất là bé luôn. Đây. Ớt này không hái cẩn thận rơi từ khe tay xuống đấy Hải ạ. Vâng. Quả bé quá. Nên là ớt gió nên là nó rất là bé các bác ạ. Ôi chắc được rồi nhỉ. Đâu, em được nhiều chưa? Đấy, được rồi. Đấy, bây giờ anh em sẽ di chuyển đi về lán nha các bác nhé. Buổi tối trên này lạnh nhà Hải nhỉ? Nhớ bảo ông ấy xử nữa mặc quần áo ấm vào. Lạnh thế này hay ốm lắm ấy. Hải ngồi xuống gần ông kìa. Năng lên ông. Và bây giờ thì cũng đến giờ ăn cơm dạ, của không anh dạ. Em rồi. Thì dạ, cháu Hiệu cũng dạ, xin được phép mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị cùng anh em trong lán ăn cơm nhé các bác nhé. Con mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị cùng con ăn cơm ạ. Cháu Hải mời quý ông bà, cô chú, anh chị ăn cơm ạ. Con bỏ đèn xuống đi, ăn cơm sau đội đèn lên đầu đấy. Em quên ạ. Thôi, thế tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm ấy nhỉ? Vâng, ăn cơm ấy. Ờ, éo bố còn chứ. Bố chỉ khâu qua. Đang hót căng một tí dùng mèo hút sáng này. Xịt này chán cho bè. Nó chỉ khâu. Còn nắm tới yếu mẹ hả? Hả? Dạ, nó chỉ nắm tới yếu. Có yếu rồi. Bố chỉ khâu qua ổ. Éo bố còn lắm. Còn đây là bây giờ mấy anh em sẽ cùng nhau ăn cơm đã cô bác ạ. Lúc nữa ăn cơm xong cháu sẽ tiếp tục ghi hình lại cho cô bác nhé cô bác nhé. Lé cây lọc hộp chả này, nước bột thắt rồi. Lé cây lọc hộp chả này. Có lẽ là thước phim hôm nay cũng khá là dài rồi, cho cháu Hiệu xin được khép lại video ở đây thôi cô bác ạ. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào tạm biệt cô bác anh chị. Xin chào tạm biệt các bác anh chị nhá. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.